Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở tổ chiều ngày mùng 3 tháng 6, các đại biểu quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật dầu khí sửa đổi và cho rằng nội dung dự thảo luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, chủ trì tổ thảo luận số 10. Các ý kiến thảo luận phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang gặp rất nhiều thách thức. Đời sống người lao động, người dân, người nghèo đang gặp nhiều khó khăn do giá cả xăng dầu và một số mặt hàng tăng cao. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng đã làm gia tăng khủng hoảng năng lượng, xăng dầu, khí đốt, khủng hoảng nhân đạo và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu, gây áp lực đến lạm phát toàn thế giới. Do đó, đề nghị chính phủ cần xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ từ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, thích ứng với các kịch bản. Trong đó lưu ý đến hai biến số quan trọng, đó là giá xăng dầu và giá lương thực. Chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng Đối với các mặt hàng, trong đó mặt hàng quan trọng nhất là mặt hàng xăng dầu. Vì để giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn đến giá cả các mặt hàng khác tăng theo. Bên cạnh đó nhiều ý kiến đề nghị quy định những nội dung cụ thể giao chính phủ quy định chi tiết về tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí.